Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Như trên màn hình đây là cái hiện tượng mà cây nó sẽ rớt lá sau khi chúng ta sẽ tiến hành là phá lá. Đối với biện pháp phá lá là mục đích là sẽ kích thích cho cây nó ra qua tập trung, tức là đánh thức cái trạng thái ngủ nghỉ của mầm bông. Sau một cái thời gian tạo mầm á, thì cây nó sẽ hiện lên mầm qua nhưng mà nó ở trạng thái ngủ. Thì sau đó chúng ta sẽ dùng những cái kích thích giúp cho nó bật mầm ra, và cái tác dụng phụ của nó sẽ gây ra rụng lá. Nó cũng tương tự như cái vấn đề mà chúng ta sẽ ngâm hạt giống á, hoặc là ngâm lúa trước khi xạ để kích thích cho cái lúa nó lên đều mọng. Và cái vấn đề này cũng vậy, khi cái cây của mình nó đã có mầm đầy đủ, tuy nhiên mà nếu như các bạn không tiến hành kích thích á, thì cái cây nó chỉ bật mầm ít thôi, tức là những cái mầm nào mạnh thì nó sẽ bật ra, còn những mầm nào yếu thì nó sẽ bị ép lại. Khi chúng ta áp dụng cái biện pháp là phá lá, là phun kích thích cho cây ra qua, thì tất cả các mầm nó đều cảm nhận được cái hóa chất thì nó sẽ bật mầm lên mạnh tốt. Tuy nhiên trong cái biện pháp mà áp dụng cái biện pháp phá lá thì các bạn cần phải là áp dụng chính xác. Nếu như mà áp dụng nhiều quá thì nó gây ra tình trạng là rụng nhiều và nó chết cành, tại vì nó là cái hóa chất rất là nóng ha, thì nó sẽ gây ra chết cành. Ví dụ như đối với biện pháp này thì mình sẽ cho nhà vườn áp dụng cái biện pháp là phá lá nó dao động từ 20-30%. Thì khi các bạn quan sát thấy đây, cái cây này nó rụng nè, thì nó dao động khoảng 30% thôi ha, tất cả trên nó còn. Còn cái này thì nó rụng. Sau khi tiến hành phá lá thì tùy theo cái tình trạng thấm thuốc và tùy theo cái cách phun mà nó sẽ có một số cành nó rụng khác nhau. Tuy nhiên các bạn cần phải tiến hành là xử lý phân thuốc và hạn chế tác động của hóa chất ở thời điểm là khoảng dao động từ 7-10 ngày sau khi chúng ta tiến hành là phun hóa chất phá lá trên cây. Tại vì ở thời điểm đó đó, nếu như các bạn không tác động những cái chất vô giúp cho cái cây của nó hút nó tỉnh lại, thì những cái tàn nhện mà chúng ta phá lá thì nó rất dễ bị khô các bạn. Ví dụ như đối với những cành này, sau khi chúng ta sẽ tiến hành phá lá thì những cái cành này nó đã rụng nè, nó rụng tuy nhiên nó vẫn còn lá này các bạn. Các bạn để ý đây nha, cái này rụng nhiều nhưng mà vẫn còn vài lá, rụng nhưng vẫn còn vài lá, rụng nhưng vẫn còn vài lá. Tuy nhiên mà cái cành này nè nó rụng, tuy nhiên mà nó mất lá. Các bạn quan sát kỹ hơn, cái này nó rụng nó mất hết lá nè, và hiện tượng ở trên đầu nó có biểu hiện là đen đọt này nè đó. Do đó ở thời điểm này cái này là thì phá lá cũng được 7 ngày rồi. Thì bước tiếp theo mình sẽ cho nhà vườn là tiến hành là cung cấp dinh dưỡng qua rễ với qua lá để giúp cho duy trì cái tàn nhện đó. Tại vì theo sinh lý của cây, khi cây nó rụng lá, các bạn tác động hóa chất á, khi cây nó rụng lá thì nó sẽ từ từ nó khô cái cành nếu như các bạn không cung cấp dinh dưỡng cho nó. Do đó ở thời điểm này mà để giữ được cái tàn nhện á, thì khoảng 7 ngày sau khi phá lá thì chúng ta có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây được rồi. Tức là dinh dưỡng bằng biện pháp là kích rễ hoặc là những dinh dưỡng hữu cơ qua lá để giúp giải độc một phần cái thuốc hóa chất phá lá. Tùy theo cái mục đích, thí dụ đối với mục đích các bạn muốn phá khoảng 30% như mình, thì khi nó rụng 30% như thế này thì đây là được cái yêu cầu rồi, đã đạt được yêu cầu rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành cái biện pháp là ngăn chặn cái tỷ lệ rụng của nó nữa. Ví dụ như phá lá thì đa phần các bạn sẽ cái sử dụng cái thành phần là ethylene. Ethylene nó là chất khí ha. Khi các bạn tác động lên thì nó sẽ đa phần nó sẽ lưu tồn trên lá. Do đó là sau một thời điểm mà khi đạt yêu cầu rồi đó thì các bạn sẽ tiến hành là xử lý để giúp cho cây nó đưa về trạng thái ban đầu là nó không còn bị rớt lá nữa. Thì cái biện pháp này thì chúng ta sẽ tác động dưới rễ và đồng thời phun trên lá ha. Vì trên lá thì các bạn có thể phun các nhóm chất hữu cơ, và đồng thời quan trọng nhất là những nhóm chất điều hòa sinh trưởng. Tại vì cái ethylene là nó là chất thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng nhưng mà nó thuộc là nhóm chất ức chế nó gây rụng lá. Do đó để giảm tác động của nó thì chỉ đối kháng lại là chất điều hòa sinh trưởng thôi thì nó mới có ra mầm mạnh. Sau khi phun phá lá như thế này, kích phân thì cây nó sẽ lên mầm rất là nhanh các bạn. Đây, như cái này thì cái mầm nó đội lên rồi nè các bạn. Do đó trong vấn đề phá lá thì các bạn cần phải cân nhắc kỹ công thức ha. Để mà mình đi sai công thức thì cái tỷ lệ nó cũng rất là nhiều. Đối với để cái cây mà nó ra đồng lọt luôn á, thì nếu như các bạn phá lá trên 50% á, thì cái cây nó ra đồng lọt luôn, nó không có nín đọt nào. Nhưng mà đổi lại cái đọt nó ra rất là ốm hết các bạn, và cái lá nó ra rất là nhỏ, người ta gọi là hiện tượng lá me đó.
thì cái khâu đó thì cái cây của mình nó sẽ không giữ bông được. Để ví dụ cho các bạn xem rõ, ví dụ như đối với trường hợp này mình sẽ áp dụng cái biện pháp phá lá cho nhà vườn là 20-30%, thì trong một nhánh này nó đâu có rụng hết đâu các bạn, nó rụng lên nè, rụng có mấy lá, vừa là những lá này, cái này cũng vậy, rụng vẫn chừa lại cái lá già ha, cái này rụng vẫn chừa lại lá già, thì cái này cũng vậy ha. Thì khi cây ra hoa nó còn cái lá già thì khả năng độ trái của nó rất là tốt. Đó. Theo các cuộc thí nghiệm á, và cái tình hình thực tế á, thì nó như thế này. Nếu như mà cái cam, bông cam của các bạn nó ra hoa trên cái cành, mà nếu như cái cành đó nó vẫn còn cái lá già như thế này, thì cái tỷ lệ rụng của nó, tỷ lệ đậu trái của nó rất là cao. Tức là nó còn lá già trên cái cành thì tỷ lệ đậu trái nó rất là cao. Còn đối với cái trường hợp mà phun nó bị rụng nhiều như thế này, nó không còn lá già thì cái tỷ lệ đậu trái nó sẽ thấp hơn. Cái nguyên nhân là như thế này là các bạn, nó còn lá, nhìn nó còn lá này thì nó sẽ tổng hợp chất dinh dưỡng và tổng hợp những cái chất mà mình phun qua lá để nuôi bông, nuôi trái. Còn nếu nó như không có lá thì nó không có gì tổng hợp nhưng á, thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng giữa lá với bông, thì cái cây lúc nào nó cũng ưu tiên sinh trưởng, sinh trưởng hơn là sinh trưởng sinh sản, tức là nó ưu tiên nuôi đọt hơn là nuôi bông. Ví dụ trong một cành vừa có bông vừa có lá thì cái sinh lý của cây thì nó sẽ chỉ bơm cho lá thôi, chừng nào dư thì nó bơm cho bông, cho nên cái đó người ta gọi là hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng đó. Và hiện tượng cạnh tranh dinh dưỡng này là nó rất là phổ biến trên cây sầu riêng, trên cây cam sành của mình cũng vậy. Cho nên là cái khi mà cái cây của mình ra hoa, khi nó ra đều qua gỗ đó, thì cái vấn đề mà điều chỉnh cho cái lá của cái cây đọt ra bông á, nó già nhanh là quan trọng các bạn. Đó là kỹ thuật rất là quan trọng. Nếu như các bạn điều chỉnh được cái tốc độ già của nó càng nhanh á, thì tỷ lệ đậu trái của các bạn còn càng tốt, càng nhiều. Tại vì khi lá già này thì nó tự tổng hợp được năng lượng ánh sáng mặt trời và nó tự quy động được chất dinh dưỡng, thì nó tự nuôi nó, dư thì nó sẽ nuôi qua bông qua trái. Đó, cho nên là nếu như nó còn non quá thì nó vẫn còn đeo cây mẹ, nó đeo cây mẹ thì cây hút không kịp, thì nó ưu tiên nuôi lá không à, thì cái trái của mình nó sẽ bị rụng. Cái đó là cái lưu ý lớn nha, các bạn cần áp dụng. Về cái kỹ thuật điều khiển lá già thì có nhiều kỹ thuật, tùy theo kỹ thuật của mỗi người thôi và tùy theo quan điểm kỹ thuật của từng kỹ thuật thôi. Thì đó là cái kinh nghiệm cũng như là cái bài thuốc riêng biệt mà mọi người phát triển để làm nên cái nền tảng của mình. Đây, nguyên một dùm mầm thấy các bạn, đó, đội lên rồi đó. Các bạn thấy chưa? Cái chùm mầm này rất là đẹp nha các bạn. Đây cũng là một chùm mầm nữa đây. Rồi, đó là một số chia sẻ về cái quan điểm kỹ thuật, về cái cách đi kỹ thuật cho nhà vườn của mình. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tầng vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cho độ cụ thể hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.